Thống hối liên lỉ, phi bác những sai lầm của bạn có nickname Tiếng Kêu Trong Sa Mạc. Bạn Tiếng Kêu Trong Sa Mạc thân mến, bạn viết: Minh chứng những điều nghịch với lời Chúa trong Kinh Lạy Nữ Vương. Câu đầu tiên của Kinh Nữ Vương: 1. Lạy Nữ Vương là sai. Minh chứng Khách Khải Huyền, Gioan chương 22 câu 8 đến 9. Và tôi, Gioan, là kẻ đã nghe và thấy các điều ấy. Khi đã nghe và thấy rồi, tôi phục mình bái lạy dưới chân Thiên Thần đã chỉ cho tôi các điều ấy. Nhưng Ngài bảo tôi, coi chừng đừng thế. Ta cũng đầy tớ của cùng một Chúa với ngươi, cũng như các tiên tri anh em ngươi và các kẻ nắm giữ các lời viết trong sách này. Ngươi hãy thờ lạy Thiên Chúa. Thiên Thần là người vô hình, kẻ Thiên Chúa sai đến. Đức Mẹ là loài người hữu hình mà còn phải vâng lời Thiên Thần. Này tôi là tôi tá Chúa, xin hãy thành sự cho tôi theo lời Ngài. Luca chương 1 câu 38. Thánh Gioan cũng là người hữu hình, bái lạy Thiên Thần mà Thiên Thần không cho bái lạy. Trái lại, Thiên Thần cũng đã truyền cho Gioan phải bái lạy, thờ lạy Thiên Chúa mà thôi. Các đấng trong giáo hội không tường sách thánh, đúng như Chúa đã phán: các ông không tường sách thánh. Matthew chương 22 câu 29. Vì các chủ chiên chỉ học triết học với thần học, bởi thế các chủ chiên đã dạy nghịch lại với những điều Chúa đã cho viết ra trong sách Thánh Kinh. Thay vì lạy Chúa mà thôi, thì lạy nữ vương, đó là cái sai thứ nhất. Bạn Tiếng Kêu Trong Sa Mạc thân mến, bạn nói: các đấng trong giáo hội không tường sách thánh đúng như Chúa đã phán. Các ông không tường sách thánh. Matthew chương 22 câu 29. Thống hối liên lỉ, xin thưa với bạn, chính bạn không tường sách thánh. Xin bạn nghe nhé. Sách Khải Huyền Gioan chương 22 câu 8 đến 9. Thiên Thần đã nói với Thánh Gioan, ngươi hãy thờ lạy Thiên Chúa là đúng, vì tâm tình tâm trạng của Thánh Gioan không thờ lạy Thiên Chúa đang ngự trong vị Thiên Thần mà. Tôi phục mình bái lạy dưới chân Thiên Thần đã chỉ cho tôi các điều ấy. Nên Thiên Thần phải nói với Thánh Gioan như vậy. Nhưng chẳng những con người phải quỳ trước Thiên Sứ mà còn phải cởi dép ra khỏi chân nữa cơ. Đó là trước Thiên Sứ của Thiên Chúa. Còn trước Đức Mẹ của Thiên Chúa thì bạn có biết phải tôn kính thế nào cho phải không? Xin mời bạn suy ngẫm đoạn lời Chúa Giô-suê chương 5 câu 13 đến 16. Số là Giô-sua ở lối Rê-ri-khô. Ông ngước mắt lên nhìn, thì này có người đứng đối diện với ông, gươm tuốt nơi tay. Giô-sua đến với người ấy và hỏi: Ngài về phe chúng tôi hay về phe nghịch với chúng tôi? Người ấy mới nói: Không, song ta là tướng cơ binh của Gia-vê, và bây giờ ta đến. Giô-sua mới phục mình xuống đất trước mặt Ngài mà bái lạy. Đoạn ông thưa Ngài: Đức ông muốn dạy tôi tớ Ngài điều gì? Tướng cơ binh của Gia-vê mới nói với Giô-sua: Hãy cởi dép khỏi chân ngươi, vì chỗ ngươi đứng là thiêng. Và Giô-sua đã làm như vậy. Bạn không biết đến đoạn kinh thánh này hả? Xin thưa với bạn, điều đó cho thấy
chính bạn không tường sách thánh. Tôi thấy bạn đã chê người khác. Vậy từ nay xin bạn đừng chê người khác là không có lời Chúa nữa nhé. Xin hãy quỳ xuống, van xin Đức Mẹ đoái thương dạy lời Chúa cho bạn. Bạn tiếng kêu trong sa mạc thân mến, với con người trần gian mà khi nghe đọc thánh chỉ của vua, tiếp chỉ, tất cả phải quỳ xuống, nghe xong thì tung hô vạn tuế, mà ông vua đâu có mặt ở đó đâu. Vậy bạn không nghĩ rằng tướng cơ binh của Gia-vê, của ông vua trời, thì bạn phải cung kính đến giường nào sao? Đó chỉ là tướng của ông vua trời, còn mẹ của vua đến thì hô, Thái hậu giá lâm, tất cả quỳ xuống hành lễ. Thiên Chúa còn nhìn tận đáy lòng nữa cơ. Con người nhìn thấy thiên thần các thánh của Thiên Chúa mà họ tôn kính quỳ lạy, vì họ kính yêu Thiên Chúa hằng ngự ở trong linh hồn các vị ấy, và Thiên Chúa chiếm hữu hiển trị trái tim họ. Họ hướng về Thiên Chúa, tâm tình của họ là như vậy. Thiên Chúa thấu suốt và hài lòng những đứa con kính yêu Thiên Chúa, và Thiên Chúa yêu quý những đứa con ngoan thảo đó. Còn bạn, bạn biết gì trong lòng họ? Xin thưa, bạn không thể biết gì trong lòng họ cả. Hôm nay, tôi xin chia sẻ với bạn điều bạn không biết nữa là Thái hậu Giá Lâm thì cũng là Hoàng thượng Giá Lâm. Bởi vì khi bạn nhìn thấy Đức Mẹ, cũng là bạn nhìn thấy Chúa Giê-xu. Và khi bạn nhìn thấy Chúa Giê-xu thì bạn cũng nhìn thấy Đức Mẹ. Trong các cuộc Đức Mẹ hiện ra đều như vậy cả, nghĩa là đều có Thiên Chúa hiện diện. Cách hiểu Kinh Thánh bằng trí óc chứ không bằng trái tim, và hiểu theo chữ nghĩa chứ không biết hiểu theo nghĩa tinh thần của bạn. Do đó, bạn lý luận ấu trĩ thì không bao giờ bạn đạt tới chân lý mầu nhiệm lời Chúa được. Kinh Thánh là lời Chúa. Lời Chúa là lời tình yêu hằng sống. Muốn hiểu Kinh Thánh thì phải hằng sống trong tình yêu. Lời Chúa phải được giao giảng bằng trái tim trong trí óc và phải được tiếp nhận bằng trí óc trong trái tim. Và vấn đề của trái tim luôn luôn phải là trái tim của mọi vấn đề. Vấn đề tình yêu Thiên Chúa. Tôi nói bạn đừng buồn nhé. Bạn lý luận ấu trĩ lắm, nhưng bạn không nhận ra, bởi vì bạn bị Satan xưng là Thiên Sai Huỳnh Tiên, một cái tên nghe lạ hoắc. Sau rồi nó lại xưng là Thần Khí Đức Kitô. Đã mấy chục năm qua, nó vẫn đang kiềm chế và điều khiển bạn. Tôi đi tìm đạo binh thánh tâm môi khôi, nhưng Đức Mẹ đã dẫn tôi qua cái gọi là thiên quán tình yêu của bạn, để rồi sau đó nói cho bạn biết rằng bạn bị thằng quỷ nó lừa, nhưng bạn không tin. Vì thằng quỷ nó khen bạn giỏi Kinh Thánh, bạn thích quá nên bạn bị lừa. Khi có dịp tiếp xúc với Linh Mục Đinh Bình Định, tôi đã dò hỏi về lịch sử của Thần Khí Đức Kitô, thì đã thấy nhiều sai lạc, nhất là thằng quỷ nói qua sông đấm bờ vào sóng. Tôi đã nói với Linh Mục Đinh Bình Định, cha gửi tài liệu này về Roma thì cha chịu trách nhiệm khá nặng đấy. Thì Linh Mục Đinh Bình Định đã nhận ra thằng quỷ. Còn bạn thì không nhận ra thằng quỷ. Kể cả sau này, khi anh Phu Xích Lô, người bị nó nhập đã loạn luân với con gái và phá hoại trinh tiết nhiều cô gái khác, thì bạn cũng không tin, nên không báo cho những người mà bạn đã dẫn dắt họ lầm lạc biết tất cả đã bị lừa. Sau đó, tôi nghe anh Jacobe kể lại những gì anh ấy đã chứng kiến khi thằng quỷ đó xưng là Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Thì ngay lúc đó,
nó tiểu rầm ra nhà. Mà những người phụ trách cũng không dám nói ra, có lẽ vì sợ hãi và xấu hổ. Bởi vì nhiều con cái mẹ quá u mê, nên đức mẹ khiến nó xảy ra như vậy, để cho chúng ta nhận ra thằng quỷ. Nhưng vì bạn thấy, nó xưng là thần khí Đức Kitô, và nó khiển trách Hội đồng Giám mục Việt Nam, cho phép giáo dân làm bàn thờ tổ tiên để thờ ông bà, nghĩa là thờ quỷ, thì đúng quá rồi. Nó lại khéo khen bạn giỏi kinh thánh nữa, nên bạn xa bẫy dễ dàng. Nhưng bạn không biết rằng, kể cả khi nó nói tiên tri đúng, những việc xảy ra đúng như nó nói, nhưng nó lại nói sai giáo lý, thì nó vẫn đến từ quỷ. Bạn nghĩ mình hiểu biết kinh thánh, nhưng không phải vậy. Vì bạn nghe mà không hiểu, nhìn xem mà không thấy, lời Chúa đã phán dạy. Thủ lãnh chương 13 câu 2 đến 6. Nếu ở giữa ngươi có tiên tri hay người chiêm mộng trỗi dậy mà dạm hứa với ngươi dấu lạ điềm thiêng, cho đi có xảy đến thực dấu lạ và điềm thiêng nó đã báo với ngươi. Nhưng nếu nó nói, ta hãy đi theo các thần khác, ngươi không hề biết, và ta hãy làm tôi các ngài, ngươi sẽ không nghe lời của tiên tri ấy hay người chiêm mộng ấy. Vì chính ta là Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi, thử các ngươi, hòng biết các ngươi có thực yêu mến Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi hết lòng, hết linh hồn các ngươi không. Chính Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi mà các ngươi sẽ theo và kính sợ, các ngươi sẽ giữ các lệnh truyền của người, các ngươi sẽ vâng nghe tiếng người, các ngươi sẽ làm tôi người, các ngươi sẽ khăng khít với người. Tiên tri ấy hay người chiêm mộng ấy sẽ phải chết, vì nó đã hô hào việc phản phúc với Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi, đấng đã đem các ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà tôi mọi, để làm ngươi lạc xa con đường Gia-vê Thiên Chúa của ngươi đã truyền dạy ngươi phải noi theo. Ngươi sẽ khử trừ sự dữ khỏi giữa ngươi. Dù bạn thấy nó xưng là thần khí Đức Kitô và nó khiển trách Hội đồng Giám mục Việt Nam cho phép giáo dân làm bàn thờ tổ tiên để thờ ông bà, nghĩa là thờ quỷ, thì bạn thấy đúng quá rồi. Và bạn tin nó là thần khí Đức Kitô, nhưng bạn không biết khi nó nói sai giáo lý thì nó vẫn đến từ quỷ. Và bạn cũng không biết những gì nó nói sai. Nó nói tổng lãnh thiên thần Raphael truyền tin cho Đức Mẹ mà bạn cũng không nhận ra nó nói sai. Nhất là khi nó nói tục qua sông đấm bờ vào sóng thì bạn đã nhận ra chứ. Nhưng vì nó khen bạn giỏi kinh thánh và đặt tên cho bạn là Hải Đăng và hứa sẽ cho đi giao giảng khắp hoàn cầu, nên bạn đã trở thành mù quáng. Mù mà dẫn mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố. Những người không có lòng kính yêu Thiên Chúa là những người thiếu hiểu biết, đã nghe theo lời giao giảng lầm lạc của bạn. Bạn phải biết rằng nó thông minh, quỷ quyệt hơn con người chúng ta, nghĩa là không phải là nó không biết nên nó nhầm, nhưng là Đức Mẹ bắt nó nói như thế để thử thách chúng ta, bởi vì Thiên Chúa quan phòng như thế để dạy bảo huấn luyện chúng ta. Tất cả là cuộc thi cho chúng ta, và bạn đã thi rớt rồi. Cho đến bây giờ, những người đã nghe bạn giảng dạy lầm lạc, họ vẫn đang sống trong lầm lạc. Họ đã phi bác Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Họ phi bác Kinh Mân Côi như bạn đã dạy họ. Họ vẫn tin thằng quỷ xưng là thần khí Đức Kitô đó. Bạn còn dạy họ tuyệt giao với người thân khi người thân của họ chống lại những sai lầm của bạn. Nhưng sai lạc của bạn đã gieo rắc làm thiệt hại biết bao linh hồn. Nếu không mau kịp công khai sửa chữa lại, thì liệu bạn còn có cơ hội nào nữa không?
Xin bạn đừng xúc phạm đến Đức Mẹ, các thiên thần và các thánh của Chúa nữa, kẻo Chúa phạt bạn đó. Bạn cũng đừng hiểu Kinh Thánh theo cách hiểu của người tin lành. Họ phủ nhận các mặc khải và các cuộc Đức Mẹ hiện ra, và bạn đều cho rằng ma quỷ giả dạng thiên thần sáng láng. Hãy sống lời Chúa. 1 Thessalonica chương 5 câu 19 đến 22. Đừng dập tắt thần khí, đừng khinh thị các ơn tiên tri, nhưng hãy nghiệm xét mọi sự. Điều gì lành hãy giữ lấy, hãy kỵ điều dữ, bất cứ dưới hình thức nào. Xin mời bạn nghe Chúa Giêsu dạy về Đức Mẹ. Chúa Giêsu phán dạy hội thánh qua ngôn sứ Margarita. Trong cung lòng Mẹ rất thánh, Thiên Chúa của các con đã nhập thể. Người đã được nuôi dưỡng nhờ huyết nhục trinh khiết. Người đã được sinh vào thế gian tăm tối và trở nên ánh sáng chiếu soi cho mọi dân nước trần gian, và là một hy sinh tận tuyệt. Người đã ban cho các con, dù các con bất xứng, một người mẹ vô song. Kể từ đó, người mẹ ấy không ngừng yêu thương và bao bọc các con. Mẹ đã nhiều lần kiềm giữ cánh tay của cha. Cha đã xót thương các con, bởi vì cha cảm thương những giọt nước mắt của mẹ cha. Người ta đã đối xử với mẹ cha thế nào? Một người mẹ đầy đau thương và bị khinh miệt, giống hệt như cha ngày trước và bây giờ. Cơn thịnh nộ của cha đang bừng bừng giáng xuống vì những gì các ngươi, hạng người được mệnh danh là quyền thế, đang đối xử với mẹ ta. Ta dung thứ những gì các ngươi tàn đãi ta, nhưng ta sẽ báo phục cho đấng qua lời xin vâng, không so đo của mình, đã trao lại ta cho các ngươi. Phải, hỡi các con, những linh hồn thiện chí yêu mến mẹ Maria, người mẹ trên trời của các con, những người bênh vực cho mẹ trước các thù địch, cha sẽ trả công gấp trăm cho các con về việc ấy. Quyết tâm, các con muốn đứng lên trước thế gian và bầy chó ngao của hỏa ngục, đòi các con phải có sự bỏ mình. Phải, hỡi các con của cha, các con hãy yêu mến mẹ, bởi vì các con sẽ không bao giờ yêu mến mẹ cho đủ để đền đáp những gì mẹ đã che chở cho trần gian vong ân bạc nghĩa này. Chân lý về mẹ. Mẹ Maria là viên ngọc bích trinh trong của thiên đàng, là trung tâm giữa cha với loài người, là dòng sông để cha đổ ân sủng chảy tràn xuống trên các con cái trần gian. Mẹ là ngôi sao ngời sáng, ngự trị hết mọi linh hồn trên trời dưới thế. Các con đừng coi thường quyền năng của mẹ. Quyền ấy bao la vô tận, do chính mẹ mà thần dữ bị đánh bại. Chính vì thế, các con hãy nhận định tầm quan trọng của việc cầu nguyện với Đức Mẹ. Việc làm của người đời được giá trị là khi người ta làm trong mẹ và nhờ mẹ. Trái tim cha rung động, hân hoan mỗi khi mẹ nâng tay từ ái, dâng lễ vật của các con lên cha. Nếu các con thấy rõ hơn trái tim mẹ dịu dàng của các con, thì các con sẽ quý trọng hơn nữa tình yêu mà người dành cho các con. Các con hãy yêu mến Đức Mẹ, hãy phó thác cuộc sống cho Đức Mẹ. Cha hài lòng biết bao khi tiếp nhận các con từ tay Đức Mẹ. Cha có thể nào từ chối các con nếu Đức Mẹ xin cha giúp đỡ và trợ lực các con? Các con có nghĩ vậy không? Cha buồn phiền biết bao khi thấy người ta quá sao lãng đối với mẹ vô nhiễm tội của cha. Ngay cả trong các thánh đường của các con hãy tôn sùng Đức Mẹ, vì người có quyền được tôn sùng như vậy. Người là mẹ cha và mẹ các con, là gạch nối giữa cha và các con. Cha sẽ hậu đãi những ai thực tâm yêu mến mẹ, là đấng không ngừng cầu nguyện cho tất cả mọi người.
Đức Mẹ là giường cột của Hội Thánh Cha, không có gì lọt ra ngoài tầm mắt săn sóc của Mẹ. Thù địch rất kinh sợ Đức Mẹ. Các con hãy tín thác nơi Mẹ Maria. Mẹ sẽ truyền lại cho Cha những sầu khổ, ưu tư và hoan lạc của các con. Các con hãy tin tưởng nơi Đức Mẹ. Các con hãy yêu mến Đức Mẹ bằng cùng một mối tình các con yêu mến Cha. Cha rất hân hoan. Đôi lời nhắn gửi những người đã nghe ông Giuse Trụ giao giảng lầm lạc. Hôm nay nghe tiếng Thiên Chúa dạy thì đừng cứng lòng nữa. Ngày 3 tháng 8 năm 2021, Maria Ferro, Gioan Hồng Nhu, Phạm Văn Lực.